Bệnh viện Đa khoa Thống nhất Đồng Nai vừa đạt danh hiệu top 10 bệnh viện xanh. Tại lễ tổng kết chương trình truyền thông xây dựng và phát triển nền kinh tế xanh quốc gia năm 2024 mới đây, Bệnh viện Đa khoa Thống nhất là một trong số 10 bệnh viện được vinh danh là bệnh viện xanh. Đây là chương trình do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Viện Những vấn đề phát triển VIDS thực hiện. Chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015 nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân cùng toàn thể xã hội về vai trò ý nghĩa của tăng trưởng xanh, xanh hóa, sản xuất, lối sống. Chương trình cũng ghi nhận những đóng góp của các nhà quản lý, nhà lãnh đạo đã không ngừng vận hành đơn vị phát triển hoạt động theo phương châm có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và bảo vệ môi trường. Tại lễ công bố, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Thống nhất, cũng đã được trao chứng nhận nhà lãnh đạo tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển quốc gia thịnh vượng.